Hôm nay mình tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thêm về cái nấm đông cô, hay còn gọi là nấm hương nha. Làm sao mình biết cái nấm này nó nở đủ rồi? Ví dụ Nở em chỉ cho anh coi coi. thì cái phần mũ này nó sẽ xòe ra nè, phần rãnh này nó sẽ rộng ra nữa, và cái thân của nó thường nếu mà nó cúc nó cái thân này bự ấy thì là nó chưa nở, nó vẫn còn có thể nở thêm được. Thành nó bự là nó còn nở Còn thêm. đúng rồi, À, có nghĩa còn rằng là cái cuốn nó teo cái lại. đúng rồi đúng rồi, xong rồi cái thân này nó sẽ kiểu dài ra hoặc bé lại, rồi cái chân này nó sẽ thấp lại nữa, rồi đến khi mà nó nếu mà đủ độ nở rồi mình không hái thì nó sẽ già ra, thì cái phần này nó sẽ nứt ra, cái phần dưới mũ này nó sẽ nứt ra, nó xòe ra thì nó sẽ bắt đầu già từ lúc đấy. Hiểu rồi. Thảo nào nói là cái chân nó teo lại thì thường thường nó là thu hoạch được rồi đúng không?